cu đồng là loại rất dễ nuôi. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc bà con cũng cần có những kiến thức nhất định. Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng bà con về kỹ thuật đã được áp dụng thành công ở nhiều mô hình tại các gia đình nuôi cua trong bể xi măng. Và đã có nhiều hộ gia đình giàu lên nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi cua đồng này. Trước kia cua đồng tự nhiên rất sẵn có, nhất là khi thời tiết nắng nóng, cua bò lủng ngủng trên đồng ruộng. Có khi cả buổi chiều cũng bắt được vài chậu cua mang về, nhưng mấy năm trở lại đây cua tự nhiên giảm dần. Và bắt đầu con người nghĩ đến việc nuôi cua đồng thương phẩm để cung cấp ra thị trường. Trong đó phải kể đến phương pháp nuôi cua đồng trong bể xi măng tại gia đình. Ưu điểm của cách nuôi này là người nuôi dễ dàng chăm sóc, quản lý số lượng cua cũng như thuận tiện trong khâu thu hoạch. Nếu bạn đang có ý định nuôi cua đồng trong bể xi măng, nhưng lại chưa có chút kiến thức gì. 1. Chuẩn bị bể xi măng thả cua giống. Tùy thuộc vào mô hình của bạn mà thiết kế bể nuôi cua có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trung bình, bể xi măng có kích thước rộng hơn 50m², chiều cao 1m, đáy bể cần phải thiết kế có độ dốc chênh lệch, làm hệ thống cấp thoát nước bằng ống nhựa có khóa van ở phần trũng. Trên bể có lưới che chắn tránh ánh nắng rọi vào bể. Cần phải tẩy rửa sạch các chất xi măng có trong bể bằng việc dùng thân cây chuối chặt nhỏ cho vào bể ngâm 1 tuần rồi thảo sạch mạnh nước. Dùng vòi xịt mạnh vào bể để trôi hết lớp cặn xi măng ra ngoài. Sau đó khử trùng bể bằng chlorine hoặc thuốc tím trước khi thả cua giống. Xếp những tảng đá ong vững chắc chồng lên nhau, cách miệng bể khoảng 0,5m, để tạo hang hốc cho cua trú ẩn. Lưu ý làm hang ở phần cao của bể, đầu trũng chứa nước khoảng 4-7cm, chỗ sâu nhất khoảng 7cm nước, và diện tích nước chiếm 1/3 diện tích bể. Nếu thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được video sớm nhất khi chúng tôi phát hành. 2. Điều kiện nước và nhiệt độ. Nước là nước ngọt, không có chất tẩy rửa, nên dùng nước giếng khoan có độ phở khoảng 6,5-8, không bị nhiễm chất độc hại, nước thải sinh hoạt, nhiệt độ thích hợp để cua phát triển. 3. Cách chọn cua giống thả bể xi măng. Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến số lượng cua sau này là chọn cua cùng một lứa. Tại sao lại phải chọn cua cùng một lứa? Bởi vì cua là loài giáp sát, khi lột bỏ vỏ chúng rất yếu. Nếu cua không cùng lứa, chúng có thể ăn thịt lẫn nhau trong quá trình lột bỏ. Tốt nhất bà con nên mua cua giống tại các trung tâm phân phối giống. Lựa chọn cua giống có kích thước 1,2-1,4cm, 350-400 con trên kg. Cua to đồng đều, khỏe mạnh, vỏ sáng bóng, nhanh nhẹn và không bị thiếu bộ phân chân, càng. 4. Mật độ thả và thời điểm thả cua giống. Thời gian thả, từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ, từ 20-30 con trên mét vuông. 5. Vệ sinh bể. Cần thường xuyên vệ sinh bể xi măng bằng cách xả hết nước trong bể, thay nước sạch cho cua, tránh để cua ăn thức ăn thừa bị ôi thiêu. Tháng đầu cua còn bé thì 5 ngày thay nước một lần, các tháng tiếp theo chu kỳ 2 ngày thay nước một lần. Việc làm này giúp cua mau chóng lột vỏ và phòng trừ một số bệnh ký sinh trùng trong cua. Thời gian thay nước nên thay vào buổi trưa, vì lúc này cua vẫn đang ẩn náu trong hang hốc, nhặt bỏ những con đã chết ra khỏi bể. Lưu ý, khi thay nước, bà con cần có miếng lưới bịt ở miệng cống tránh tình trạng cua thoát ra ngoài. Bơm nước cần bơm từ từ để không gây tổn thương tới cua. 6. Thức ăn và cách cho cua ăn. Thức ăn, cua là loài ăn tạp, vì vậy thức ăn cho cua rất dễ kiếm, tốn ít chi phí. Buôn bã hữu cơ, cám rang, bột ngô, bột gạo, khô lạc. Ngoài ra, chúng còn thích ăn thịt những loại thân mềm như chai, ốc, hến, cá tạp, giun cỡ nhỏ. Lúc mới thả, bà con có thể dùng bột ngô nấu chín thả vào bể. Một ngày cho ăn 2 lần lúc sáng sớm và chiều tối, với khẩu phần 5%. Tháng 2 đến tháng 4 có thể cho ăn thêm thịt ốc bươu vàng, cám công nghiệp, cám ngô nấu chín với khẩu phần 7%. Thời gian từ 4-6 tháng khẩu phần tăng lên 10%. Lưu ý, bà con nên cho cua ăn vào khoảng thời gian nhất định trong ngày. Thường thì buổi sáng cho ăn từ 5 giờ sáng, chiều vào mùng 6 giờ chiều. Lúc này cua thường bò ra khỏi hang hốc đi kiếm thức ăn. 7. Thời gian thu hoạch. Sau 9-10 tháng cua sẽ cho thu hoạch. Khi cua đạt kích thước thương phẩm 50-55 con trên kg, được giá cao có thể tiến hành thu hoạch. Bà con có thể lựa chọn những con cua cái to khỏe.
có trứng nuôi tiếp để chúng sinh sản nhân giống cho vụ tiếp theo. Với bài viết này, bà con có thể tham khảo thêm đồng thời kết hợp các phương pháp làm của các hộ gia đình đã nuôi cua thành công trong bể xi măng để có được kiến thức chọn lọc tốt nhất. Hoặc bà con có thể tham khảo kỹ thuật nuôi cua đồng trong ao và trong ruộng. Từ đó bà con áp dụng vào mô hình nuôi cua đồng tại gia đình mình hiệu quả hơn. Chỉ nuôi cua trạch đồng mà gia đình ông Hoàng Thế Lộc ở thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, Ứng Hòa có thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ông Lộc cho biết, nuôi cua trạch không khó, nhưng cần hiểu biết về kỹ thuật và quan trọng nhất là phải ăn, ngủ cùng chúng. Từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm không hề có trong sách vở. Chẳng hạn như thời tiết mùa hè miền Bắc thường rất nóng, trong khi cua không chịu được nắng nóng dẫn đến sinh trưởng kém, thậm chí có thể chết hàng loạt. Nếu thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được video sớm nhất khi chúng tôi phát hành. Giải pháp đưa ra rất đơn giản là trồng cây điển thanh trên bờ giả. Như vậy những hôm trời nắng 37, 38 độ cua vẫn mát mẻ vì trú dưới gốc cây. Cây điển thanh còn có bộ rễ rất phát triển, sẽ khắc phục được hiện tượng lở đất do cua đào hang. Mặt khác, khi lột xác, thân cua rất yếu mềm nên dễ bị các động vật khác và cả chính những con cua khỏe mạnh ăn thịt. Vì vậy phải đắp bờ giả đủ dài để cho cua làm hang, lẩn tránh kẻ thù. Trong việc thiết kế ao nuôi, chế độ chăm sóc, chế biến thức ăn và phương thức thu hoạch, vận chuyển, ông Lộc cũng có những sáng tạo riêng. Nhờ đó mô hình của gia đình ông luôn đem lại hiệu quả tốt. Hiện tại, gia đình ông Lộc xuất bán trung bình 3 tạ cua giống mỗi tháng, giá bán 130.000 đồng trên kg. Thu nhập từ 1 hectare nuôi cua trạch của gia đình ông Lộc cao gấp nhiều lần so với cấy lúa.